1 2 3 Bạch, tôi đẹp đẹp ở ngoài bác kêu mày kìa. Đẹp không mày? Đẹp. Để chỗ nào nó sống đó mày ơi. Bà con của bác đã nói chương trình bên kia thì chưa nguy hiểm nữa, bà con chương trình là nguy hiểm không mày? Còn cũng nói ông nữa mày ơi. Mày hết nhân tao còn bắt một thằng bước ngang được không mày? Coi như mày xui đi mày, chuẩn bị một thằng đầu tiên bước ngang. Mày dám mới làm được không mày? Cái 3 ngàn hả? Cái 3 ngàn hả? Tao làm mày nằm xuống đi cho bước nằm. Chuẩn bị 1 2 Hồi nãy bà con của bác không có cho mà ăn cơm hả mày? Một đàn ông được từ hai thằng tiếp theo chuẩn bị bước qua. Mày thực hiện thành công qua này thành công. Bà con của bác dành cho mày những chèn vỗ tay, những tiếng quay đều hương cho mày. Đúng không mày? Tao hứa với bà con của bác này, tao biết con hứa không? Chuẩn bị 1 2 3 Sao rồi mày? Còn ai đúng không mày? Chết 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 chết. Để coi bà con của bác ở đây vòng vòng có ai thương tình ủng hộ cho mày không nghe mày. Để đó mày Việt. Kiếm tiền Việt. Trời ơi trời, mấy bà chị đẹp gái ở ngoài bà cho tiền thì quá trời rồi mày ơi. Cảm ơn chị đi mày. Cảm ơn chị thằng bạn gái chứ này đẹp chứ thằng ơi trời. Sao không? Muốn làm anh không? Ai cho mày lấy tiền mày? Dạ, cảm ơn thầy. Mày vô đây rồi. Anh ơi. Lấy cái búa ra mày. Lúc này mới cừ. Ba chị phải không cho mày lấy liền được mày. Bác kêu tao dán ở đâu là đặt ở đó đó mày ơi. Thôi là giờ dán ở đâu đặt ở đó. 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 Con hai cho tiền, không ra. Đi. Một. Hai. Ba. Làm ở đó nó chết. Làm ở đây cái nữa đi. Cái măng bưng lên tủ. Nó về tới đâu rồi mày? Nó về tới gặp đồ luôn. Kèm cho em cho tiền mày kìa, lắm tiền vô rồi đi mày ơi. Vô mày, mày ông nội mày mẹ luôn. Lắm bói vô mày. Chị này mất giống luôn mày. Chị này nó thành con quỷ BD luôn rồi. Đập lấy mày. Đập lấy mày. Để ra mày. Để ra. Bà cô có kêu đập nhiều nhiều lên đó kìa mày ơi. Bốn chú mày. Chú mày. Một. Thank you.
Quýnh chiêu nó sợ chưa mày? Mày ra kiếm khúc cây đâu mày? Trước khi đi qua lên cụ bà ra đây phân bộ vô quỳ lại bà ba lại cho mày.